Gần một năm qua, các bạn trẻ đã luôn nỗ lực hết mình với một mục tiêu lan tỏa thông điệp tử tế, khuyến khích lối sống văn minh, tích cực cho cộng đồng. Từ những hoạt động đơn giản như bắt lại khoảnh khắc người tốt việc tốt, tặng hoa cho công dân vệ sinh, cho đến những dự án lớn hơn như làm sách ảnh hay đêm nhạc gây quỹ. Đặc biệt, số tiền thu được từ các đêm nhạc sẽ được dùng để hỗ trợ các bạn trẻ khó khăn được đến trường và trẻ em vùng sâu vùng xa. Xung quanh bây giờ trên mạng xã hội rất là nhiều những cái câu chuyện tiêu cực về văn hóa, về cư xử, về môi trường. Hy vọng là những câu chuyện của tụi mình chia sẻ đến với cộng đồng, nó giúp mọi người cảm thấy có thể mở lòng mình hơn đối với những người xung quanh. Một cái điểm riêng, một cái nét văn hóa rất là lạ, đó là người lạ cũng như người quen, người ta giúp đỡ nhau một cách rất là chân tình, thân thiện. Và cái điều đó là cái điều mà tôi nhìn thấy ở cái chương trình Sài Gòn Tử Tế này. Trong tương lai, nhóm Sài Gòn Tử Tế sẽ tiếp tục kêu gọi nhiều thành viên tham gia để cùng duy trì và tạo ra nhiều sản phẩm kết nối cộng đồng hơn nữa, tiếp tục hình thành bộ sách ảnh mang những câu chuyện đơn giản, ý nghĩa của người dân thành phố. Quý vị khán giả của Mua Gì Ở Đâu cũng có thể tham gia cùng Sài Gòn Tử Tế bằng cách liên hệ qua fanpage Touch Sài Gòn.